mình là đồng bào người Dao hay đúng hay là mình chỉ mặc áo thôi? Là đồng bào người Dao đúng ạ. Chính gốc người Dao. Xinh gái quá. Tiếng đồng bào người Dao mình gọi là xinh gái gọi là gì cô? Xinh gái là gọi là ruồi. Ruồi à? Rồi bé này ruồi quá. Ở đây thì mình thấy rất là nhiều cô gái rất là ruồi các bạn. Cái lễ hội này chiều nay thì sẽ diễn ra một cái nghi thức đám cưới các bạn. Người ta sẽ phục dựng lại cái nghi thức đám cưới của đồng bào người Dao đỏ tại đây các bạn nhé. Tối nay không biết là ai làm cô dâu nhỉ? Anh làm chú rể được không? Em làm cô dâu được không? Thật không? Thật. Thật đây là chỉ diễn thôi. À không, em nghĩ thế nào thì nghĩ. Nếu mà thật thì được, thì diễn thì... Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại mình đang có mặt tại Lục Yên Yên Bái các bạn. Ở Tân Phượng các bạn. Và hôm nay thì xin mời các bạn đi cùng mình khám phá cái lễ hội của đồng bào người Dao đỏ nơi đây các bạn nhé. Ngày hội văn hóa dân tộc Dao. Ở đây thì chủ yếu là đồng bào người Dao đỏ thôi các bạn. Và có những cô gái, những chàng trai mặc những bộ trang phục rất là sặc sỡ. Mẹ, khác lên không? Anh khác có, tí nữa mới lên. Dạ vâng. Xin mời các bạn đi vào đây cùng mình khám phá cái lễ hội nhé. Bây giờ thì buổi sáng ngày hôm nay thì mọi người sẽ là khâu chuẩn bị thôi. Còn những nghi lễ thì chưa các bạn. Ở đây thì có mấy anh cameraman đang phỏng vấn cô, một bạn nữ rất là xinh này các bạn. Mình cũng tòm tem theo nhé các bạn nhé. Những cô gái mặc bộ đồ truyền thống rất là đẹp các bạn. Các cô gái người Dao đang sửa mũ đôi đầu cho nhau các bạn. Đó. Bây giờ thì hiện tại vẫn đang là cái khâu chuẩn bị thôi các bạn nhé. Nên là chốc nữa mình sẽ đi từng gian hàng xem những sản vật địa phương ở nơi đây có những cái gì đặc sắc. Hôm nay thì mình đi cùng Lợi các bạn. Lợi thì là người dẫn đường, là người Dao đỏ ở đây. Ở đây các bạn, một cái gian hàng sản phẩm người ta bày bán những miếng vải, những cuộn len để mà làm ra những bộ trang phục này các bạn. Những bộ trang phục rất là sặc sỡ này thì sẽ được tự tay những cô gái người Dao thêu tay các bạn nhé. Hoa văn họa tiết đây sẽ được tự tay. Đó. Rất là xinh đẹp. Chị ơi, cho em hỏi chút được không? Cái bộ quần áo bộ váy chị đang mặc ấy là mình tự làm à? Tự làm thôi. Mà tự làm. Tự làm thôi. Ở trên này hầu hết là chị em phụ nữ tự làm hết. Tự làm hết ạ? À? Vâng. Cái này thì mình, một bộ trang phục này mình làm mất khoảng bao nhiêu lâu ạ? Vì thôi, ví dụ mình cần lấy nhanh thì mình làm nhanh, 2-3 tháng. 2-3 tháng mới được một bộ ạ? Vâng. 2-3 tháng mới được một bộ trang phục như này các bạn. Đây, đang mua vải về để thêu. Cái gì?
mọi người thì chọn vải xong thì sẽ chọn những phụ kiện như này các bạn nhé. Mình cho các bạn xem. Mọi người sẽ chọn những phụ kiện này. Cái này gọi là xà tích. Đây nha bạn. Đây cao nhỉ. Tất cả đều là bằng bạc hết các bạn nhé. Là bằng bạc hết. Ở đây thì mọi người làm những cái bộ trang phục này rất là tỉ mỉ các bạn. Mọi người thì sẽ đính từng những cái như này, sâu chuỗi lại các bạn, từng cái bé như này. Đó, tạo thành những họa tiết rất là đẹp như đây. Những cô gái đồng bào dân tộc Dao rất là xinh các bạn. Xin chào. Cô gái xinh đẹp. Những cô gái mặc những bộ trang phục truyền thống các bạn và chụp ảnh cho nhau. Chắc là nhiếp ảnh ở đây thì phải. Các anh xin kiểu ảnh được không? À, ý là xin chụp cho anh một kiểu. Mình thấy bắt gặp một bạn nữ rất là xinh, mình có thể hỏi thăm một chút được không? Em ơi, cho anh làm quen được không? Em tên là gì? Em tên là Linh ạ. Linh à? Mình là đồng bào người Dao hay đúng hay là mình chỉ mặc áo thôi? Là đồng bào người Dao đúng ạ. Chính gốc người Dao. Xinh gái quá. Tiếng đồng bào người Dao mình gọi là xinh gái gọi là gì cô? Xinh gái là gọi là ruồi. Ruồi à? Ôi, bé này ruồi quá. Ở đây thì mình thấy rất là nhiều cô gái rất là ruồi các bạn. Theo tiếng đồng bào người Dao đỏ thì sẽ là ruồi các bạn nhé. Và xinh gái trắng trẻo rất là duyên dáng các bạn. Mình ra ngoài đây một chút các bạn, ở đây thì có cái trò chơi mà rất là nhiều cô gái đang chơi ở đây, đó chính là ném phi tiêu các bạn để nhận thưởng. Đó. Vui chơi có thưởng các bạn. Vui chơi ngày hội các bạn. Cái này nhẹ lắm. Quay sắc trong nắng vàng, nhạc rừng hay tiếng suối róc rách bên đồi ngô, nghe gì rào cỏ hoa hát ca, đón nắng xuân lúc yên mình đẹp như bức tranh trong nắng xuân. Ơ, núi rừng nở hoa, đất trời lung yên thắm tươi rạng ngời, từng đàn chim đang trời tỏa khắp muôn phương, tươi thắm bao nghĩa tình, yêu lắm sao quê mình, bên người thương ta hát cho tình yêu vang mãi, ơi lục yên quê ta. Đưa anh về bàn em vui hát trong hội xuân, đưa em về bàn anh
nắng trên rượu quê mình. Nhà sàn anh bên suối khúc với tiếng trẻ thơ, bên thềm nhà có hoa hát ca đón bước em, lúc yên mình đẹp như bức tranh trong nắng xuân. Ơ núi rừng nở hoa đất trời luôn miên thắm tươi rạng ngời, từng đàn chim đang tung cánh bay khắp trời tỏa khắp muôn phương, tươi thắm bao nghĩa tình yêu lắm sao quê mình, bên người thương ta hát cho tình yêu. Đi một vòng thì ra đằng sau, đằng sân khấu đây thì mình thấy mọi người tập trung đấy rất là đông, không biết mọi người đang làm gì đây. Sẽ vào xem các bạn nhé, không biết là họ làm gì đây, mình vào xem nào. Hình như là mình thấp quá không nhìn thấy, các cháu vào với được không? À, mọi người chơi cù ạ. Chơi cù luôn. Ôi, cù thì buồn cười nhỉ? Cù này làm đẹp này còn buồn cười á. Sao chân nó dài thế ạ? Chân dài đó. Đây cù ấy. Chơi cù một là hình trò chơi dân gian các bạn. Trên đây thì là cái vừa rồi mình ghi hình đấy chính là cái phần thi xin hỏi các đội đã chuẩn bị xong chưa? Thiêu thùa của các bản các xã ở đây khá là ổn. Bây giờ thì các bạn đi cùng mình ra đây những gian hàng các bạn nhá. Vừa rồi thì mọi người chấm điểm ở đây nó đông người mình không thể ghi hình được. Bây giờ thì mình sẽ đi ra đây để ghi hình xem có những cái gì các bạn nhá. Một cái gian hàng của thôn Bó Bi. Mình sẽ vào đây các bạn nhé. Ở đây thì mọi người trang trí này. Hiện tại thì hoa đang mùa hoa đu đủ được đấy các bạn. Cô và đi vào. À đây là chuối rừng ạ. Chuối rừng này là mình đem về nước hơi khô thì ngâm rượu. À chuối rừng ngâm rượu. Thơm lắm ạ. Thơm đúng không? Cái này là cây gì ạ? Cây này cây chè hoa vàng. Chè hoa vàng đúng không? Cây này cây húng vịt. Cây húng vịt. Đây các bạn mình vào trong này nhé, có những sản phẩm địa phương rất là nhiều đây. Đây chính là sa nhân. Đây quả sa nhân các bạn. Ốc núi kìa. Ồ đây này các bạn. Ở đây có ốc này. Cái này thì ốc nước, dưới nước. Đây là ốc nhồi, cái này là ốc núi này, hôm qua vừa ăn xong. Ốc đá hay ốc núi? Cái kia thì ốc ruộng, còn bên này thì ốc đá. À, ốc này ngon đấy. Vâng, ốc này tuyệt vời đấy ạ. Đây là mật ong đúng không? Mật ong gì đấy? Vâng ạ. Rau sắn chua các bạn. Rau sắn chua các bạn. Măng chua. Măng ớt. Và ô đây này các bạn, một cái sản phẩm. Đây chính là cái để mài gừng mài riềng các bạn. Cái này thì đây là mài gừng với mài riềng. Làm từ cây song các bạn nhé. Làm từ cây song. Có làm tự nhiên luôn. Và cái này từ sắc này các bạn.
Nhà mình cũng hiện tại đang dùng cái này, rất là tiện. Và đây các bạn mình thấy rất là nhiều thuốc này. Đồng bào Dao Đỏ thì có truyền thống bốc thuốc nam rất là xa xưa các bạn. Những bài thuốc nam cực kỳ hiệu quả các bạn nhé. Mình thấy đồng bào Dao Đỏ thì có những cái bài thuốc rất là tốt đấy các bạn. Đây, cái thuốc tắm lá dao các bạn. Đồng bào người Dao có thêm mà một vị thuốc tắm cho người ốm này, cho bà bầu này, và tắm cho những để cho khỏe các bạn. Cho bà đẻ. Đây tắm cho bà đẻ không bà? Dạ vâng. Rất là nhiều thuốc nam đây. Rồi các bạn đi cùng mình sang đằng này các bạn nhé. Ở bên đây thì ở đằng này thì có những sản phẩm. À trước mình ăn cái này là rau này các bạn. Cái này thì rau đắng ạ. Đây là rau đắng, quả nó cũng ăn được các bạn nhé. Rau mướp rừng, mướp đắng rừng các bạn. Ở đây thì có thêm ngọn mây các bạn. Mọi người thì bán luôn các bạn nhé, không phải là trưng bày không đâu mà là mọi người đi chơi có thể mua luôn. Đây là những cái ngọn mây. Đó. Cái này thì sẽ đem về nấu canh các bạn, nấu canh xương. Đây, đặt trả lại vị trí các bạn. Mình thấy đằng này có tiếng kèn rất là lớn này. Hình như là mọi người đang thổi kèn. Cái cu kia. Ở đây thì có rào cổ lam. Rào cổ lam là trúng thiến các bạn. À, thớt này. Đây chính là cái bộ cù các bạn nhé. Vừa rồi mình con quay vừa rồi mọi người đang chơi ở dưới kia cả. Ở đây thì mình là thấy cù đây khá là hay các bạn. Đầu tròn và chân dài ngoằng. Ở chỗ mình thì nó làm sẽ là ngược lại các bạn nhé. Hoặc là đầu bằng, rồi là có mỗi cái chân như này thôi. Cái này thì chơi là không cần cái cần ấy. Đúng rồi, cô của đồng bào người Dao. Rồi các bạn, đây ở đây mình sẽ thuê các bạn nhé. Mặc luôn. Đây là chính là áo truyền thống của đồng bào người Dao Tuyển. Mặc cái áo này thì có thể đi bắt vợ ở đây được rồi. Dao Đỏ. À xin lỗi, người Dao Đỏ. Anh mặc theo là đi bắt được vợ không? Áo này sinh ra dành cho mình rồi các bạn. Bây giờ thì mình đã trở thành chàng trai người Dao Đỏ đây rồi các bạn. Áo này như kiểu là sinh ra dành cho mình ấy. Một dàn gái xinh này các bạn. Mình bắt gặp hai cô gái người Dao rất là xinh đẹp đây. Mình đang hỏi thăm một chút. Chào em. Anh lần đầu tiên đến đây ấy. Thì cái lễ hội này nó diễn ra lâu không? Hay anh chưa tìm hiểu? Cắt. Đến tối, chiều. Đến tối, chiều hôm nay là đã kết thúc rồi. Hình như là... Năm nay cũng là năm đầu tiên à? Đến đây nếu mà mặc cái áo này có được bắt được vợ không? Có chứ. Phải mặc áo này mới được rồi đúng không? Người Dao của em rồi đấy. Hả? Anh mặc như này là hồi nhập vào người Dao của em rồi. À, chính là người Dao đúng không? Vâng. Thế cho họ hỏi là hai bạn có nhiều chưa? Chưa hả? Mình thấy các bạn nữ đây rất là xinh các bạn, và mặc bộ quần áo rất là sặc sỡ. Cho anh hỏi một chút nữa là cái bộ quần áo dân tộc truyền thống này thì nó đắt không? Ví dụ bộ áo em đang mặc đây thì em không biết giá, nhưng mà bộ quần áo này là khoảng em theo rất là lâu, theo để cho con gái lấy chồng hay gì ạ? Để mặc, nếu mà lấy chồng thì sẽ có một bộ khác. À lấy chồng có một bộ khác à? Lấy chồng là bộ còn đẹp hơn nữa. Lấy chồng bộ đẹp nữa. Cái lễ hội này chiều nay thì sẽ diễn ra một cái nghi thức đám cưới các bạn. Người ta sẽ phục dựng lại cái nghi thức đám cưới của đồng bào người Dao Đỏ tại đây các bạn nhé. Tối nay không biết là ai làm cô dâu nhỉ? Anh làm chú rể được không? Em làm cô dâu được không? Thật không? Thật. Thật đây là chỉ diễn thôi. À không, em nghĩ thế nào thì nghĩ. Nếu mà thật thì được, chỉ diễn thì... Thì thôi à? Vâng. Tưởng diễn thì cũng được chứ. Rồi anh cảm ơn nhá. Dạ. Chúc hai bạn đi chơi này. Dạ vâng ạ.
Thưa các bạn, bây giờ thì ở ngoài đường cũng đông mà trong lễ hội cũng rất là đông luôn các bạn. Trời thì khá là nóng. Bây giờ thì mình sẽ ra đây ngồi uống nước với mọi người một chút thôi, cho đỡ nóng các bạn. Lễ hội đây đằng này thì đoàn người càng ngày tiến về đông nữa. Còn bây giờ thì mình sẽ vào đây uống nước các bạn. Ở đây thì mình để ý là đồng bào người Dao đây chỉ yếu là nhà sàn các bạn nhé. Những nếp nhà sàn giống của đồng bào người Tày. Tày cũng ở Yên Bái luôn các bạn. Kiểu nếp nhà sàn như này. Mấy anh em mình sẽ ngồi đây các bạn. Hôm nay thì mình đi cùng Lơi và mấy anh em. Đó. Tình thì đang xin Zalo rồi. Em vừa đây này, cho bạn xem này, em vừa chia sẻ hình ảnh em ấy mà là. Ồ, nhà em à? Mời đến nhà em ấy thì nhà em ở đâu? Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Tại sao mình không vào em nhà em ấy chơi nhỉ? Các em uống gì? Đừng gọi bằng chú nhá, còn bằng anh thôi. Từ nãy giờ cũng gọi bằng chú. Rồi các bạn, mấy anh em đang uống nước thì bạn cứ gọi bằng chú này, bạn ấy đang bảo là vào nhà bạn ấy nghỉ trưa. Đó. Đây cho anh xem nào, nhà sàn em nào. Đâu xem nào. Bạn ấy bảo là nhà sàn đấy đẹp lắm các bạn ạ. Trong điện thoại như này không biết là ngoài thế như nào. Mượn máy tính có ảnh đấy. Để xem mà mấy anh em có đi không các bạn. Đang ngồi đây thì máy tính của mày có ảnh. Đây thì mình các chị ơi cho em ghi hình một chút được không? Các bạn mình thấy là anh chị đây có một trang phục rất là khác so với những người ở đây các bạn. Rất là khác luôn. Mọi người đang chụp ảnh với nhau. Bảo được chưa? Một bộ trang phục cực kỳ khác nữa các bạn. Chị cho em hỏi là chị kia đang mặc áo gì? Bảo Yên của Yên Lạc Mai. Còn là còn chị đây là mình là giao tiền. Còn là chị hôm nay là ngày giao lưu với nhau đúng không ạ? Chè Thái Gái Tuyên các bạn ạ. Không lệch đi đâu được. Cũng nhìn xinh đẹp. Em cảm ơn nhá. Video này thì mình ghi hình đến đây thôi các bạn nhá. Lễ hội này thì sẽ diễn ra vào buổi chiều nữa, chiều nay thì sẽ có những cái gì rất là đặc sắc các bạn. Thì xin mời các bạn đón tiếp vào phần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Ado TV. Xin chào. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại mình lại có mặt tại cái lễ hội của đồng bào người Dao đỏ tại Lục Yên đây rồi các bạn. Buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ diễn ra một cái nghi thức, đó chính là đám cưới. Mọi người sẽ phục dựng lại cái đám cưới, em đang tìm nhưng không thấy ạ. Phục dựng lại cái đám cưới của đồng bào người Dao đỏ tại nơi đây các bạn nhé. Ở đây thì hiện tại đang giờ trưa nhưng mà mọi người đi chơi hội rất là nô nức, sôi động các bạn, rất là đông người luôn. Đó, bây giờ thì ở những cái gian hàng thì mọi người cùng nhau giao lưu rồi là gặp gỡ với nhau những cô gái. Đó, mình sẽ ghi hình đây. Bây giờ thì đi vào trong này các bạn nhá, cái khu vực trong này này, chỗ đông đông người này các bạn. Thì mọi người sẽ phục dựng lại cái lễ, cái đám cưới tại nơi đây. Chụp nào? Trước đó,
Chú rể đâu còn chưa đó. Đây là đâu là cô dâu ạ? Chú rể ra được. Cô dâu. Còn đây là phụ dâu ạ? Đang ở bên nhà gái bắt đầu đi. Đưa dâu ạ? Có bao nhiêu đưa dâu? Mặc đi tùy à, ví dụ hôm nay này là có bao nhiêu đưa dâu đây? Em. Hả? 15 người đưa dâu. Quay sắc trong nắng vàng, nhạc rừng hay tiếng suối róc rách bên đồi ngô. Nghe gì rào cỏ hoa hát ca, đón nắng xuân lúc yên mình đẹp như bức tranh trong nắng xuân. Ơ, núi rừng nở hoa đất trời lung yên thắm tươi giang ngời, từng đàn chim đang trời tỏa khắp muôn phương, lời thắm bao nghĩa tình, yêu lắm sao quê mình, bên người thương ta hát cho tình yêu vang mãi. Ơi lục yên quê ta, lời thắm bao nghĩa tình, yêu lắm sao quê mình, bên người thương ta.